và các biện pháp an ninh phải được thắt chặt ngay tại cái ngôi chùa Xá Lợi Âm Phật, cái nơi mà cất giữ cái bảo tháp thờ Sa Răng Phật. Thì bên trong á là họ không có cho được quay phim á. Cái người dân địa phương á, khi mà họ đến đây á, họ sẽ hành thiền, họ ngồi ở phía ngoài miên mật từ sáng đến chiều tối, rất là đông. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Colombo thuộc đất nước Sri Lanka. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ bắt một chuyến xe lửa từ thủ đô Colombo đến thành phố Kandy, được mệnh danh là trái tim của đất nước Sri Lanka. Và nơi đây thì các bạn sẽ chứng kiến một điều khá là đặc biệt, đó là thăm ngôi chùa Xá Lợi Găng Phật. Và đây là trong cái khuôn viên của cái nhà chờ của nhà ga của xe lửa. Một cái cảnh gì đó. Mọi người đang chờ để mà được lên chuyến tàu để di chuyển ha. Đây là một trong những cái phương tiện di chuyển mà người dân tại thủ đô này họ rất là chuộng luôn. Hiện tại thì Bùi Hồ có mặt trong khuôn viên của ngôi chùa được cho là linh thiêng nhất ngay tại thành phố Kandy của quốc đảo Sri Lanka. Ngôi chùa này được coi là trái tim của đất nước Sri Lanka vì có lưu giữ như là khi mà ai đặt chân đến Sri Lanka thì 10 người hết 9 người đều đặt chân đến cái ngôi chùa này. Thì thầy có thể chia sẻ với mọi người biết là ngôi chùa mà con của thầy đang đứng á, nó được cho là một trong những cái trái tim của người dân Sri Lanka. Vì sao vậy ạ? Thì thật ra là Phong cũng biết là mình đang đứng đây là đang đứng ở trong trong chánh điện ngôi chùa Xá Răng Phật, một ngôi chùa rất là linh thiêng ở tại cái đảo quốc này. Và như Phong nói là 9 đến 10 người, nhưng thực sự là 10 người chứ không phải là 9 người nữa. Tại vì khi mà ai đến Sri Lanka thì họ đều muốn là đến đây một lần để được đảnh lễ ngọc Xá Lợi răng của Đức Phật, một trong những cái xá lợi quan trọng bậc nhất của Đức Phật. Và cái xá lợi này cũng được UNESCO công nhận là cái xá lợi thật của Đức Phật. Do đó là Phong thấy là có rất là nhiều cái người dân ở trên thế giới này họ đổ về đây là để họ được đảnh lễ. Và khi về đợt này á, thì các bạn đến đây là đúng vào cái dịp mà lễ hội Perahera, một trong những cái lễ hội lớn nhất ở cả thành phố Kandy. Và cái lễ hội này được voi sẽ cỡ cái Xá Lợi Răng Phật và đi diễu hành ở cả thành phố Kandy này. Đó là cái điều mà rất là đặc biệt, tại vì cái Xá Lợi Răng Phật là không là rất là ít người có thể được chiêm bái, cận mắt để chiêm bái. Nhưng mà trong cái sự kiện này là cái Xá Lợi Răng Phật là được đưa và diễu hành đi vòng thành phố Kandy. Do đó là cái người dân thế giới và đặc biệt là người dân ở địa phương này là họ đã tập trung rất là đông để họ tham dự cái lễ hội này. Con nghe nói rằng là đối với người dân Sri Lanka mà để chiêm bái nhìn thấy Xá Lợi Răng Phật á, thì mọi người cũng phải đăng ký thời gian rất dài. Thì thực sự thì để mà đối với người dân Sri Lanka đăng ký mà để được vào bên trong chánh điện xem và nhìn tận mắt cái Xá Lợi Răng Phật thì như thế nào thầy? Thầy nghĩ là bản thân thầy là người may mắn mình sống ở Sri Lanka 10 năm, nhưng mà trong 10 năm đó là duy nhất một lần mình là được chiêm bái Xá Lợi Răng Phật, tức là được mở ra và để cho mình xem bên trong luôn á.
Còn người dân địa phương thì cái cơ hội mà được để mà nhìn thấy Xá Lợi Răng Phật thì thật sự là đếm trên đầu ngón tay. Tại vì đã là quốc bảo rồi thì không thể nào mà mở ra rồi cho mọi người thấy nó bình thường được, nên là họ giữ rất là kỹ. Và trong một cái bảo tháp, bên trong bảo tháp đó là còn có 7 bảo tháp nữa, mà là được 7 cái chìa khóa, mà trong đó là hai vị căn thống là và một cái vị mà trưởng cư sĩ, đây là ba vị đó là chia nhau giữ cái Xá Lợi, cái chìa khóa, cái chìa khóa đó. Và nếu mà muốn mở cái tháp Xá Lợi đó thì phải có đầy đủ 7 bảo tháp của ba vị lớn đó mới mở được. Ừ. Như vậy là hiện giờ Xá Lợi Răng Phật thì đang được cất giữ trong ngôi chùa này và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, 7 lớp. Có nghĩa là chiều nay khi mà đưa Xá Lợi Răng Phật ra và bỏ lên trên lưng của con voi á, thì vẫn chỉ thấy là một cái bảo tháp được khóa chặt, trong đó là 7 lớp. Đúng rồi, đựng trong một cái bảo tháp và được voi khở đi và được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Giống như trên đường mình đến chùa Xá Lợi Răng Phật thì Phong thấy là qua rất là nhiều cái trạm á, hay là cảnh sát đứng bên đường rất là nhiều, là họ bảo vệ cái Xá Lợi Răng Phật này. Chút nữa đây thì chắc là anh em tụi mình với thầy á chỉ có thể xem được cái không khí bên ngoài thôi, còn mà bên trong mà để được ghi hình hoặc là chứng kiến ảnh nó thì gần như là tuyệt đối là không được phép. Và hiếm lắm, tỷ lệ người dân Sri Lanka và kể cả các vị sư ở đây, tỷ lệ người mà được nhìn thấy tận mắt ở Xá Lợi Răng Phật thì chỉ đếm cái đầu ngón tay, đúng không thầy? Thật ra cái duyên mà thầy xem được cái Xá Lợi Răng Phật là thầy nhớ là năm đó là Vesak ở tại Sri Lanka và có những cái chư vị công giáo phẩm ở các nước về tham dự, thì duy nhất là họ chỉ mở ra trong một cái thời gian rất ngắn để cho các chư công giáo phẩm các nước về đảnh lễ trong cái sự kiện là Vesak ở tại Sri Lanka thôi. Chắc có lẽ là con với thầy thì đi lên trên để cho mọi người xem không khí ở cái nơi gần nhất để có nhìn thấy được Xá Lợi Răng Phật. Rồi thầy mời Phong và các bạn ha. Ở đây thì mọi người sẽ khi mà vào bên trong chùa thì mọi người sẽ đến một cái bảo tháp phía dưới này rồi mới lên một cầu thang gỗ. Cái lối này là lối đi lên hả thầy? Đúng rồi. Mọi người có thể thấy là gần như là người dân Sri Lanka mặc một bộ đồ áo trắng, quần trắng. Đây được cho là cái quốc phục của người dân Sri Lanka. Và trong kinh Phật thì có một cái chi tiết nhỏ người ta nhắc về một người mặc đồ trắng. Vì vậy thì người dân Sri Lanka khi mà theo đạo Phật học thực hành theo những cái gì của Phật Thích Ca Nguyên Thủy, cho nên là chọn cái bộ quốc phục màu trắng, được cho là bộ đồ quốc phục và được sinh hoạt hàng ngày. Đồng phục học sinh cũng vậy. Có một điều đặc biệt là con thấy ở đây á, người dân cúng dâng lên Phật phần lớn là những cái loài hoa mà người trang trí rất là đẹp ha thầy. Gồm hoa sen, hoa súng này. Này là hoa gì thầy? Hoa lài. Hoa lài. Khi mà đến chùa đó thì mọi người sẽ trang trí những cái phần hoa như thế này và dân cúng. Và đây là tất cả là hoa tươi hết. Cúng xong thì họ sẽ đem đi và họ những người Phật tử mới họ sẽ dân cúng tiếp những cái giỏ hoa ở đây. Khi mà mình đến thì mọi người nhớ là mình sẽ chạm tay vào cái hoa này đó, thì giống như mình sẽ được dân cúng hoa. Còn bên trong kia là nơi mà cất giữ bảo tháp. Đúng rồi, bên trong là cái nơi mà cất giữ cái bảo tháp thờ Xá Lợi Răng Phật. Có thể ngày sáng ngày mai thì thầy sẽ dẫn đoàn mình sẽ vô phía trong luôn để đảnh lễ trực tiếp bên phía trong. Nhưng mà vô trong thì không được quay phim ha. Bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị di dời bảo tháp ra để diễu hành, cho nên là sẽ không thấy không khí ở đây nhộn nhịp. Chứ bình thường thì ở đây như thế nào thầy? Rất là đông. Bình thường là cái giờ này mà đứng đây nên là gần như là đông nghẹt người hết. Tại vì bây giờ là mọi người đang ở phía ngoài để họ chuẩn bị xem lễ hội và họ giữ chỗ á, nên là họ cũng không vô phía trong này. Và con thấy ở trên cái vách tường có hình đó, cái hình đó là cái hình bảo tháp đó, bảo tháp thờ Xá Lợi đó. Chỉ là
con tìm trên mạng thì con chỉ thấy cũng chỉ duy nhất một tấm hình này thôi, gần như không còn cái hình ảnh hoặc là cái gì đó người ta lưu trữ lại bên trong bảo tháp hết. Tại vì bên trong á là họ không có cho được quay phim á. Cái người dân địa phương á, khi mà họ đến đây á, họ sẽ hành thiền, họ ngồi ở phía ngoài miên mật từ sáng đến chiều tối, rất là đông. Lượng người đến đây dân hoa và cúng, nếu mà bình thường thì gần như là kín cả cái lối đi này luôn à. Mà thật ra là các bạn sang trong cái đoạn này là phải nói là rất là hay luôn. Tại vì đây là một trong những lễ hội mà độc đáo nhất trên thế giới hiện nay. Và tối nay á, Phong và các bạn sẽ thấy là các đoàn múa kiểu múa giống như là kiểu Việt Nam mình gọi là múa xiếc á, diễu hành ở ngoài đường rất là đẹp. Cả trăm cả ngàn người và rất là nhiều đoàn họ múa và liên tục nói với nhau, có là mặc nhiều kiểu trang phục khác nhau nữa, múa lửa nè, rồi nhiều lắm, đặc sắc lắm. Đây là cách người dân Sri Lanka dân mà họ cúng sắp lại và cầu nguyện. Sau khi cái lớp hoa này cúng xong á, họ dẹp xong là tiếp tục là họ sẽ dâng hoa mới, nên ở đây lúc nào cũng có hoa mới hết. Và có một cái nữa con nghe nói là ở chính ngôi chùa này cũng đang lưu giữ rất là nhiều báu vật của thời Đức Phật, như là kinh Lá Buông hoặc là những cái kỷ vật nào đó. Đây có một cái kỷ vật của Đức Phật là cái bình bát của Đức Phật. Hiện giờ ở đây còn ở đây luôn, bát rất là to. Có được bảo vệ nghiêm ngặt hoặc là cho mọi người chiêm bái? Chỉ được những người các sư và những người có mối quan hệ với các sư lớn, sư cả đó thì họ sẽ mới cho mình vào đảnh lễ. Tại vì rất là quý. Đây là cách mà người Sri Lanka đây, người họ đến đây để hành thiền. Hôm nay là không khí giãn bớt rồi. Không biết là cái ngày bình thường là để khi mà vào đảnh lễ thì họ sẽ đi con đường nè, đó là đi vào phía đó trong. Như vậy là đối với ngày bình thường mà những người dân mà có đăng ký lịch đó, thì sẽ được đi vào cái lane này. Không cái là không phải đăng ký lịch, tại vì là họ sẽ mở một cái cửa nhỏ vậy nè để ở phía trong để họ nhận những cái phần hoa cúng dường. Thì trong cái lỗ nhỏ nhỏ cái cửa sổ này thì mình có thể nhìn phía trong, mình thấy bên trong ổ tháp thôi. Là họ chỉ mở ra là khoảng trong một ngày, một như là từ 6:30 đi, thì họ có 10 phút để cho mọi người, nên là cái giờ đó là mọi người rất là đông, đến đúng giờ đó và đi vô hết 1 phút đó là không xem được. Nên ai muốn đến đó là phải đi sớm và xếp hàng rất là lâu. Sáng mai thì mình có dịp được vào bên trong đánh lễ nha các bác chị. Mình sẽ vào cái khu này ha. Cái khu này là cái nơi thờ đứng đây cho nó thấy rõ nè. Thì tiếp tục cái hành trình viếng thăm trong cái chùa Sa Lăng Phật, thì thầy sẽ đưa các bạn đến thăm cái nơi thờ kinh Lá Bối, một trong những bộ kinh cổ nhất ở cả đất nước Sri Lanka này. Mời các bạn ha. Dạ, mời cô bác chị lên đây ha. Ở đây á là cái chùa cổ, cái chùa nguyên còn nguyên thủy á. Các cây cột là được làm bằng đá và được trang trí, còn ở phía trên là bằng tất cả là gỗ hết. Khi mà mình vô đây mình mới thấy là cái nơi mà cái để thờ Sa Lăng Phật là nó phải là cái nơi mà không cái việc không dính được với tất cả cái khu xây dựng khác. Và thứ hai nữa là
cái ngôi đền này là nó phải xây dựng 2 tầng, và cái tầng phía trên là để thờ Sarang Phật. Thầy nhớ là sư phụ hay có nói là khi mà vào thời vua chúa đó là chỉ có một mình vua là người có thể đến đây và làm những cái lễ hội puja, cái là dân cúng nước, dân cúng cơm cho cái ngọc Sarang Phật này, chỉ mình vua thôi. Còn cái hoàng hậu á, là cái nơi mà hồi nãy mình đứng trên kia là cái nơi thấp hơn một tí, để khi mà hoàng hậu muốn đảnh lễ, hoàng hậu đứng đó mà quỳ lên đó và hướng lên chỗ này thờ đảnh lễ thôi. Cái ngôi chùa của mình thì cắt đến nay thì được bao nhiêu ngàn năm rồi? Ngôi chùa này thì theo thầy được biết á, thì khi mà di chuyển từ cố đô Arapura là thế kỷ thứ 3, rồi sau đó đến kinh đô thứ 2 là ở tại Pulanubra, rồi đến một vài nơi nữa thì mới đến cái nơi đây. Và Kandy hiện nay là cái thành phố cổ, thành phố cuối cùng ở tại cái Sri Lanka này. Thì giống như là ở Huế mình á, đây là cái cố đô cuối cùng. Có một cái chi tiết là nhà thầy chia sẻ, đó là khi mà người Phật tử ở địa phương hoặc là người nước ngoài đến để chiêm bái, được xem xá lợi nhân vật ngay tại tháng 7 này, thì một cái chi phí có thu, cái chi phí vào cổng hay là những cái chi phí nào khác không ạ? Thật ra khi mình đến vào bên trong cái chùa Xá Lợi Phật này á, thì đối với Phật tử quốc tế thôi nha, thì họ sẽ phải mua vé một người là khoảng 2.000 ruby. Thì 2.000 ruby thì khoảng 160.000 Việt Nam mình. Còn khi mà đến vào cái lễ hội này á, vào tháng 8 này á, thì cái tất cả những cái giá dịch vụ đây đều tăng rất là cao. Tại vì khi mà đến đây á, vào lễ hội họ đến tập trung rất là đông, những người nước ngoài đến đây rất là đông. Mình đến đây mình di chuyển đến cái nơi thờ Phật. Ngôi máy gồm rất là to. Thì đây là nơi như thế nào hả thầy ha? Đây là cái công trình cổ. Và công trình này là được giữ lại cho đến ngày hôm nay luôn. Thì đây là cái nơi mà vua sẽ ngự trị ở đây. Còn phía trước đây là cái công trình ở đằng trước này được làm bằng đá hết hả thầy ạ? Ok, I will come. Okay. Đây là cái bảo tàng lưu giữ lại tất cả những cái vật quý giá nhất của cái chùa Xá Lợi Phật ở trong đây. Và bên cạnh đây thì mình cũng có một cái bảo tàng Phật giáo. Và trong bảo tàng Phật giáo này thì có 17 nước, thì trong đó có Việt Nam mình đang đứng thứ 12. Bante elephant. So today they will come from here. Elephant. Today I need to the place. So okay. My friend also can. Okay. Cái này là lúc trước là vua đứng đây và vua có thể nói chuyện với quần chúng ở dưới. Và khi mà bây giờ mình nhìn ở dưới là hiện nay là họ đang chuẩn bị cho lễ hội. Bên phải mình đây là những con voi mà xuất chiếu, họ sẽ đi diễu hành. Còn bên trái là cảnh sát, rồi mọi thứ là họ đang chuẩn bị, họ sẽ đi từ cái cổng ở phía này lễ hội đó, rước từ cổng này và họ sẽ đi vòng qua bên đó và đi ra phía ngoài.
bên đó là cái, đây là cái hồ của Kandy. Thì mình đứng đây mình nhìn thấy được tất cả cái thành phố Kandy luôn. Thưa thầy, thì cái thời gian diễu hành xá lợi văn Phật đó là diễn ra trong tháng 7 thì bao nhiêu ngày, và thời gian cái giờ trong một ngày thì diễu hành như thế nào thưa thầy ha? Thường là họ sẽ diễn trong tháng 7 là thường là họ sẽ diễu hành vào đúng 10 ngày giống như năm nay, và mỗi ngày là diễn ra từ bắt đầu là 7 giờ rưỡi cho đến 11 giờ tối, là trong liên tục trong 10 ngày. Từ 19:30. Dạ. 19:30 đến 11 giờ tối. Dạ. Và như cô bác anh chị thấy là hiện nay lực lượng an ninh đang tăng cường rất là nhiều để mà bảo vệ cái đoàn diễu hành đó, và di chuyển cái đoạn đường xa không ha thầy ha. Di chuyển vô trong thành phố Kandy, đi vòng phố Kandy xong họ sẽ quay về lại đây. Dạ. Nên là hiện nay là người dân bây giờ họ đến rất là đông, và họ ngồi đó, con thấy không, họ ngồi sẵn rồi đó, đó ở chỗ cái trong cái hàng rào phía phía ngoài hàng rào á. Và theo như thầy có chia sẻ thì đối với những người nước ngoài á, thì để mà có một cái nơi ngồi như vậy á, thì thuê cái ghế là giá là bao nhiêu tiền hả thầy ha? Thường là trung bình là khoảng 100 đô, cái là khoảng 30.000 ruby cho một cái ghế ở đây. Đối với một người nước ngoài thuê một cái ghế để ngồi chờ xá lợi xem xá lợi văn Phật là 100 đô, tương ứng với lại 2,5 triệu. Tại vì đặc biệt lắm, tại vì con cũng biết là gần cả trăm con voi và gần cả ngàn vũ công, họ sẽ múa lửa, rồi họ múa những cái vũ điệu của Sri Lanka rất là đông, mà đặc biệt là con biết là họ sẽ đi chân đất và họ tắt đèn, họ sử dụng cái đèn mà đèn dầu á, nó hay lắm. Nên hôm nay là các bạn đến xem lễ hội này phải nói là điều rất là đặc biệt, phải nói rất là đặc biệt luôn. Thì các bạn sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người ở Việt Nam và cũng như là trên thế giới để biết về một cái lễ hội mà duy nhất ở Sri Lanka là chỉ còn thôi. Và một tí xíu nữa thôi thì lễ hội này sẽ được diễn ra ngay tại thành phố Kandy của đất nước Sri Lanka. Cũng hữu duyên là được gặp thầy để chia sẻ cho cô bác quý chị hiểu thêm, và chắc có lẽ anh em mình sẽ tạm ốp ở đây, sẽ chia sẻ ở video clip sau ha. Dạ con cảm ơn. Dạ, cảm ơn.